Minasan konnichiwa. Nhật ngữ Hoa Sen xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đã quay trở lại với các bạn để chúng ta đi tới một bài học mới. Bài học ngày hôm nay chúng ta học đó chính là động từ chia về thể T và đi với lại cừ rê rừng. Ý nghĩa của nó là làm về cho tôi hoặc làm cho gia đình tôi, thể hiện việc người khác làm một điều gì đó cho tôi hay gia đình tôi. Ví dụ ở đây chúng ta có là Musuko wa watashi ni te o kaete kuremashita. Con trai thì đã vẽ tranh để tặng cho tôi. Con trai thì đã vẽ tranh tặng cho tôi. Musuko wa watashi ni te o kaete kuremashita. Và vì kuremas vốn dĩ là dùng để nói về những hành động cho bản thân mình, vì thế watashi ni mình có thể bỏ đi và không cần dùng tới. Thì câu biểu chúng ta còn lại đó chính là Musuko wa e o kaete kuremashita. Musuko wa e o kaete kuremashita. Câu này có nghĩa là con trai thì đã vẽ tranh tặng cho tôi mà chúng ta không cần watashi ni ở đây. Chúng ta có shike no toki trong khi mà đang kiểm tra. Tomodachi ga shiri o misete kuremashita. Bạn thì đã cho tôi xem tài liệu. Giống như ở trên hình chúng ta thấy, bạn nữ vì được cho xem tài liệu mà cảm động cho tới phát khóc. Tomodachi ga shiri o misete kuremashita. Nào, ở đây thì chúng ta lại có là shashin o totte kurete arigato. Tức là vì bạn đã chụp hình cho tôi cho nên tôi cảm ơn. Shashin o totte kurete arigato. Cảm ơn các bạn đã tham gia buổi học ngày hôm nay cùng với Dung. Các bạn nhớ nút link bài tập ở bên dưới để chúng ta có thể ôn tập lại ngữ pháp chúng ta vừa mới học. Hẹn Minasan sẽ luôn nâng đạo mà ta ai mà sửa.